Nam em đạt huy chương bạc phần thi tài năng tại Hoa hậu trái đất. Đây là huy chương đầu tiên của một đại diện Việt Nam giành được trong phần thi phụ tại cuộc thi Hoa hậu trái đất. Ở niềm khích lệ cũng như động lực để Nam em tiếp tục hành trình chinh phục cuộc thi Hoa hậu trái đất. Đạt huy chương vàng là đại diện đến từ đảo Kuala, trong khi thí sinh Macau nhận huy chương đồng. Một trong những yếu tố làm nên thành công là bộ trang phục trình diễn quá đẹp mắt của Nam em. Đây là một thiết kế của nhà thiết kế Phan Anh Tuấn với chất liệu voanh mỏng, với hàng trăm cánh bướm bay lượn đã tạo nên hiệu ứng nhẹ nhàng thanh khiết. Nó giúp giọng hát ngọt ngào của Nam em hòa quyện vào bộ trang phục tinh tế, làm mọi người vừa thích thú giọng hát vừa thích ngắm bộ nhìn trang phục lạ mắt. Trước đó, Nam em từng thể hiện ca khúc này trước giới truyền thông tại thời điểm chuẩn bị lên đường. Đây là một ca khúc nổi tiếng và mang nhiều cảm xúc. Đặc biệt, lời chia sẻ của Nam em cho sự lựa chọn này cũng rất yêu thích ca khúc vì ý nghĩa thông điệp mà nó truyền tải. Bài hát là lời chia sẻ động viên những ai gặp chuyện không vui, khó khăn, rằng sẽ có tôi bên cạnh và nâng bạn đứng lên. Nam em thích lời ca của nó và muốn mang chính thông điệp này đến với tất cả mọi người, Nam em cho biết. Bản thân Nam em cũng được đào tạo trường lớp bài bản về thanh nhạc, từng ra sản phẩm âm nhạc và nhận được sự động viên rất lớn từ khán giả, nên Nam em rất tự tin với phần thi này của mình. Tuy nhiên, người đẹp cũng nhìn nhận các thí sinh khác cũng rất tài năng. Cụ thể, trong phần thi tài năng diễn ra, thí sinh các nước mang đến nhiều màn trình diễn bất ngờ đặc sắc. Cũng vì điều đó mà kết quả dành cho Nam em là một động viên rất lớn cho cô. Sau phần trình diễn, Nam em nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả và các thí sinh tham gia. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí.